Cả nhà, ca sĩ rồi cả nhà, ca sĩ Khánh Bình. Ca sĩ Khánh Bình hả? Bây giờ tới ca sĩ Khánh Bình phải không? Khánh Bình phải không? Đúng rồi, hai tiếng đó, giọng nam giọng nữ á. Khánh Bình ngồi đâu rồi đó? Vô đây. Thank you.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Không có nhà sao cho mình nhiều một like và đăng ký như cả nhà. Nấu cơm kèo này có thể hay nhào chia sẻ như dấu cho những cô chú bác anh chị quan tâm để biết được tiếp nhanh hơn. Đây là cái bình này, điện từ chắc thì dễ thương. Rất là nhiều vòng hoa như thế này. Em thấy là có vòng hoa của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quỳnh như cả nhà. Còn chút xíu nữa là nghệ sĩ Ngọc Quỳnh sẽ đến cho quý vị. Rồi là có ca sĩ Khánh Bình rồi cả nhà. Ca sĩ Khánh Bình đến rồi. Bình lớn lên chào các cái rồi thích luôn. Quay cho cô chú anh chị xem nha. Bây giờ thì vòng hoa, vòng hoa rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây. Quay cho cô chú anh chị luôn. Số lượng vòng hoa này quá nhiều rồi cả nhà. Cô chú anh chị. Thì buổi chiều là trời có mưa nha cô chú anh chị. Trời mưa đó. Thì buổi chiều nay là rất nhiều nghệ sĩ đến nha cô chú anh chị, bao gồm cả cô Sáu luôn cả nhà đó. Cũng đã đến cô Sáu Hồng Phượng cũng đến đã viếng thăm rồi cả nhà. Quay cho cô chú anh chị xem cổ nhạc Phương Nam là cô chú anh chị, rất là nhiều vòng hoa cô chú anh chị thấy không? Nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Đó. Thì hồi nãy là buổi chiều là có nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã về rồi cả nhà, nhưng mà đi diễn lại rồi. Thì chút khuya nữa là anh sẽ về, anh sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Cô chú anh chị nào mà chưa xem thì có thể vô kênh của em để xem lại những nghệ sĩ đã đến viếng nghệ sĩ Xuân Yến nha cả nhà. Mẹ vợ của nghệ sĩ Kim Tử Long. Đó. Quay cho cô chú anh chị xem. Bây giờ là 10 giờ hơn rồi cô chú anh chị. Xin chào chị Nhung Ngọc. Rớt mạng rồi. Cái quán đó chị quỷ bài lớn lắm. Cái quán đó tôi hết làm rồi. Cái nhà xe như con ra rớt rồi mình cán rồi. Quán đó tôi nghĩ đâu rồi. Em Huệ Minh. Đây là hết mạng không ta? Hết bự à? Đi dưới rồi. Có nhiều à? Trăm hai ngày 4 giây. Hồi nãy em tải đâu dễ quá. Thấy mình tải đâu dễ quá. Ôi, ở luôn.